kênh Angel Official. Phần tiêu đề đã nói thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo được một cái logo một cách đơn giản nhất và hiệu quả. Đầu tiên chúng ta sẽ vào Google và search cụm từ tìm kiếm Penjoy. Sau khi kết quả tìm kiếm, chúng ta bấm phần đầu tiên. Ở đây chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Đây là phần mềm dùng để làm intro. Và đây sẽ là một cái mẹo. Đây tôi sẽ tìm kiếm một cái để phù hợp hơn so với bản thân. Mọi người có thể thấy đây là có những phần intro rất là bắt mắt. Mình có thể lấy phông chữ ở đây, lấy phông chữ ở những cái này để mình làm ra được một cái logo của mình một cách đơn giản và nhanh nhất có thể. Nó chỉ tốn các bạn khoảng tầm 5 phút thôi. Và đây là phần tôi sẽ chọn. Chúng ta đợi download tí. Chúng ta kích thử xem cái video ấy của mình có phù hợp không, cái intro nó có phù hợp với bản thân không. Ở đây những cái nào mà có nhiều chi tiết này thì mình sẽ ít chi tiết thôi, như cái này chẳng hạn, cái hình con gấu này ví dụ. Chúng ta sẽ bấm xem. Ok, cái này có vẻ ok. Xong chúng ta chọn được rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần có hình hộp. Ở đây chúng ta sẽ chọn phần text, chỉnh sửa dòng chữ, chỉnh sửa kiểu chữ. Ok, ở đây thì tôi sẽ ghi là Azure Official. Chúng ta kích ra ngoài để xem nó đã phù hợp chưa. Chúng ta bấm chạy thử. Như các bạn đã thấy thì chữ không phải hơi to. Tôi sẽ chỉnh cái chữ sao cho phù hợp. Ở đây thì tôi sẽ dùng tầm 15 hoặc 13 đi. Thử 15 trước nào. Đối với tôi vẫn hơi to nên tôi sẽ chọn 13. 13 tôi nghĩ là hợp lý. Sau khi đã cảm thấy phù hợp rồi thì chúng ta đến một cái bước tiếp theo, gọi là bước tải về máy. Đây chúng ta sẽ thoát ra và tìm cái mục vừa lấy mình tải về. Ở đây tôi lưu vào ổ C. Để video cũ của tôi. Và đây là video ra để chụp lại bức ảnh, chụp lại màn hình. Rồi chúng ta tiếp tục công việc. Khi đã có bức ảnh chụp toàn màn hình thì chúng ta sẽ tìm đến phần Photoshop CS6. Ở đây tôi dùng bản CS6. Anh em bấm vào File giúp tôi. Bấm File, chọn New. Chọn New. Và bấm OK. Ở đây nó sẽ hiện ra một cái background. Mọi người bấm tiếp vào file, chọn paint, bấm vào cái ảnh
để làm nền cho cái logo của mình. Ở đây tôi sẽ chọn nền vân gỗ, nền đen vân gỗ. Chúng ta sẽ kéo thả làm sao để cho nó phù hợp bằng với cái mặt của background. Chúng ta bấm bấm ra mũi tên trên đầu ấy để có thể định dạng lại, cố định. Sau khi đã định dạng được rồi thì chúng ta lại tiếp tục kích vào file, chọn paint và sau đó mở cái ảnh vừa rồi chúng ta vừa chụp ra để tiếp tục hoàn thành bước cuối. Ở đây thì tôi đã làm sẵn rồi, và nếu bạn nào chưa biết thì có thể dùng cái tẩy ở bên trái màn hình. Bạn sẽ click chuột trái, xong rồi kích vào chuột phải, chọn đến phần thứ ba để cắt đi những cái tông màu nào mà mình không thích sử dụng ở trong bức ảnh. Sau khi kéo chỉnh, kéo thả, chỉnh sửa thì tôi đã được một hình ảnh hoàn hảo. Đối với tôi thì tôi sẽ bắt đầu công cuộc server về máy. Server về máy. Video hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn cách làm sao làm được cái logo đơn giản. Đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.